Thưa quý vị, với mong muốn được cống hiến sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như có cơ hội để được rèn luyện trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ, nhiều thanh niên tiêu biểu trên địa bàn xã Hưng Phú, huyện Phước Long đã viết đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Là thế hệ con cháu trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông ngoại là hội viên hội cựu chiến binh. Từ nhỏ, em Dương Ngọc Nguyễn ở ấp Tường Tư, xã Hưng Phú đã yêu thích màu xanh áo lính. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn, em không thể theo đuổi đam mê trên con đường học vấn mà phải nghỉ học để đi thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm, phụ lo cho gia đình. Bởi cha em bị bệnh không còn khả năng lao động, mẹ thì làm bánh bán, mỗi ngày thu nhập chỉ khoảng 100.000 đồng. Tuy hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng đầu năm 2023, Nguyễn đã trở về quê viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để thực hiện ước mơ trở thành bộ đội, cũng là thực hiện nghĩa vụ của người công dân đối với đất nước. Là ý muốn em từ nhỏ rồi chị, là em thích một hình ảnh của một người quân nhân. Xong 2 năm quân ngũ thì em sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn và có ý chí hơn trong tương lai của mình. Con tôi nó ham mê bộ đội là từ nhỏ. Nó nói mẹ lớn lên là con sẽ đi bộ đội. Rồi bây giờ thì con mình nó tình nguyện như vậy mình cũng mừng. Em Trần Văn Hợp ở ấp Tường Tư, xã Hưng Phú thì mồ côi từ nhỏ, Hợp sống với bà ngoại. Do cuộc sống khó khăn, Hợp phải đi làm phụ hồ để kiếm sống, thu nhập mỗi ngày khoảng 300.000 đồng. Để thực hiện nghĩa vụ của người công dân đối với quê hương đất nước, cũng như rèn luyện để trưởng thành hơn trong quân ngũ, Hợp đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Dạ, đi chổng để rèn luyện lại bản thân. Sau khi xuất ngũ thì em cũng có cơ hội để học nghề, dạ, để phát triển hơn và giúp cho kinh tế cho gia đình. Mặc dù đang có nghề cắt tóc nam với thu nhập ổn định, nhưng khi nhận được lệnh gọi tuyển nghĩa vụ quân sự, em Trần Thanh Huy ở ấp Tường Tư, xã Hưng Phú đã quyết định nghỉ việc, viết đơn tình nguyện tham gia. Đồng thời hứa sẽ chấp hành tốt các nội quy quy định trong đơn vị và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đợt tuyển quân năm nay, xã Hưng Phú được huyện Phước Long giao chỉ tiêu là 21 tân binh, trong đó nghĩa vụ quân sự là 17 tân binh, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 4 tân binh, trong đó có 17 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Qua đó cho thấy nhiều thanh niên trên địa bàn xã đã nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ công dân với Tổ quốc. Nhờ làm tốt cái công tác tuyên truyền cũng như vận động gia đình thanh niên cũng như thanh niên, từ đó mà gia đình thanh niên cũng như thanh niên ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái việc tham gia bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới như thời điểm hiện nay. Những thanh niên ưu tú viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự đều quyết tâm mang theo hoài bão ước mơ. Lên đường tòng quân chính là cơ hội để cống hiến sức trẻ trí tuệ một cách thiết thực nhất, tô thắm thêm truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước của quê hương Hưng Phú anh hùng. Với sức trẻ thanh niên, bằng tinh thần xung kích tình nguyện cùng ý chí kiên cường không ngại khó khăn, tuổi trẻ Hưng Phú nói riêng, huyện Phước Long nói chung sẽ cùng màu áo xanh của người lính góp công góp sức vào công cuộc xây dựng bảo vệ quê hương đất nước. Những thanh niên tình nguyện vì đất nước xứng đáng là tấm gương sáng để bao thế hệ thanh niên học tập và noi theo.